Đây là thời điểm lực lượng chức năng công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm Bộ Công an đang vây bắt nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong xe ô tô. Vụ việc xảy ra tại địa phận thôn 1, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau một thời gian xác lập chuyên án theo dõi, chiều ngày 15 tháng 2 năm 2019, công an phát hiện Nguyễn Thành Trung, 34 tuổi, ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cùng 3 đồng bọn vận chuyển ma túy đi trên 2 xe bán tải lưu thông trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ đi huyện Hương Sơn nên truy bắt. 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được một nghi phạm đi trên một xe ô tô. Trên chiếc xe này còn có một nghi phạm khác nhưng đã kịp bỏ trốn. Hai nghi phạm đi trên xe bán tải màu trắng còn lại là Trung và Nguyễn Anh Tuấn, 28 tuổi, ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nhấn ga bỏ chạy. Khi đến địa phận thôn 1, xã Sơn Quang, xe lao xuống ruộng lúa bên đường, cả hai nghi phạm đã ôm súng cố thủ trong xe. Để tránh gây thiệt hại cho người dân, công an đã phong tỏa toàn bộ các ngã đường và huy động thêm hàng trăm cảnh sát và bộ đội biên phòng đến hiện trường để vây ráp. Sau hơn một giờ vận động thuyết phục, nghi phạm Tuấn đã ra khỏi xe, ra hiệu đầu thú. Tuấn đã bị lực lượng công an khống chế, tuy nhiên nghi phạm Trung vẫn cứng đầu ôm súng cố thủ lại một mình trong xe. Lực lượng chức năng đã phải đưa người thân của Trung đến vận động nghi phạm này buông vũ khí. Bên cạnh đó, các tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, xe thiết giáp cùng chó nghiệp vụ cũng được huy động. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng dùng điện thoại gọi điện vận động Trung đầu hàng. Đến 19 giờ, Trung bất ngờ mở cửa xe bước từ ruộng lúa lên, cầm một khẩu K-54 và một quả lựu đạn. Vẫn hút thuốc, còn cặp thêm một cây thuốc lá. Vừa hút thuốc, Trung vừa dí súng vào đầu đòi tự sát. Được lực lượng chức năng thuyết phục, tần ngần một lúc, Trung móc túi rồi ném tiền ra đường. Sau đó, Trung tiếp tục ném hết vật dụng trên người, vứt cả súng và lựu đạn xuống đất rồi đầu thú. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã ập vào khống chế. Khi đuổi bắt đối tượng thì đối tượng đã cố thủ trong xe. Sau 4 tiếng thuyết phục cùng cả vận động gia đình, người thân và các lực lượng chức năng thì đến 7 giờ 15 phút đối tượng đã đầu hàng, hạ vũ khí và giao nộp. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám xét và điều tra. Cả ba nghi phạm đã được đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh để lấy lời khai.